Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan nghiên cứu xử lý trước phản ánh của báo chí về ý kiến xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về giá đất nhằm đưa về đúng giá trị thực. Theo Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, tình trạng sốt đất ảo bất động sản phần lớn do nhiễu loạn thông tin, hiện bộ xây dựng đang đề nghị các tỉnh thành phố theo dõi nắm bắt thông tin thực hiện các biện pháp xử lý kịp thời để bình ổn thị trường không để xảy ra tình trạng sốt giá và bong bóng bất động sản trên địa bàn đồng thời tổ chức công bố công khai thông tin về quy hoạch các dự án bất động sản tại địa phương để minh bạch thông tin ngăn chặn hiện tượng tung tin đồn thổi đầu cơ nhằm đẩy giá để trục lợi bất hợp pháp